Bài 21. Chứng minh 1 trừ sin lũy thừa 4x, tất cả chia cho 1 cộng sin bình phương x bằng cos bình phương x. Cũng vậy, để chứng minh cái bài này, ta có những cách như sau. Ta có thể dùng vế bên tay trái biến đổi sao cho nó bằng vế bên tay phải, hoặc là ngược lại. Hoặc ta có thể biến đổi hai vế cùng một lúc cho nó trở thành một điều đúng. Ví dụ như sau khi biến đổi ta được là 1 bằng 1, hoặc là bằng với một công thức lượng giác nào đó, hoặc là với một cái hằng đẳng thức nào đó. Ở bài này, ta biến đổi vế bên tay trái nha, để cho nó thành vế bên tay phải. Và ta làm vế bên tay trái như sau, ta thấy nó có dạng là 1 tức là 1 bình phương nha, trừ cho sin bình phương x tất cả bình phương, tức là sin lũy thừa 4 đó. Sin lũy thừa 4 ta phân tích thành sin bình phương x tất cả bình phương, và mẫu số ta ghi lại 1 cộng sin bình phương x. Và vế bên tay phải ta cũng ghi lại là cos bình phương x. Nhận xét ở tử số ta thấy nó có dạng hằng đẳng thức là A bình phương trừ cho B bình phương, với A là 1, với B bằng sin bình phương x. Vậy ôn lại hằng đẳng thức một tí xíu. Ta có A bình phương trừ B bình phương bằng A cộng B nhân A trừ B. Như vậy, ta phân tích như sau, tử số bằng A trừ B tức là 1 trừ sin bình phương x nhân cho A cộng B tức là 1 cộng sin bình phương x, và mẫu số ta ghi lại, và vế bên tay phải ta cũng ghi lại là cos bình phương x. Và nhận xét ta thấy tử số có 1 cộng sin bình phương x, mẫu số có 1 cộng sin bình phương x, ta đơn giản cho nhau. Ta còn lại là 1 trừ sin bình phương x bằng cos bình phương x, ta ghi lại nha. Bên tay phải ta ghi lại. Và ta có 1 trừ sin bình phương x bằng cos bình phương x, và vế bên tay phải ta ghi lại là cos bình phương x. Tại sao ta biết 1 trừ sin bình phương x bằng cos bình phương x? Vì ta có công thức như sau. 1 bằng sin bình phương x cộng cho cos bình phương x. Sau khi ta chuyển sin bình phương x sang phía bên tay phải, tức là 1 trừ sin bình phương x, ta bằng cos bình phương x. Như vậy, 1 trừ sin bình phương x bằng cos bình phương x. Và sau khi dùng hai công thức, đó là A bình phương trừ B bình phương bằng A cộng B nhân A trừ B. Và công thức thứ hai là sin bình phương cộng cos bình phương bằng 1. Và ta đã biến đổi và chứng minh được vế bên tay trái là cos bình phương x bằng với vế bên tay phải là cos bình phương x. Vậy ta đã làm xong bài 21 và hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Bài 22. Chứng minh 1 trừ cho cos lũy thừa 4x tất cả chia cho 1 cộng cho cos bình phương x bằng sin bình phương x. Ở đây ta có những cách chứng minh như sau. Ta có thể dùng vế bên tay trái biến đổi sao cho nó bằng vế bên tay phải, hoặc là ngược lại, hoặc là ta có thể biến đổi hai vế cùng một lúc và cuối cùng nó bằng với một điều đúng. Ví dụ như sau khi biến đổi nó bằng 1 bằng 1, hoặc là nó bằng một cái hằng đẳng thức nào đó, hoặc là bằng một công thức lượng giác nào đó, vân vân. Như vậy, đó là những cách chứng minh. Nhưng đối với bài này, ta thấy ta cần biến đổi vế bên tay trái sao cho nó bằng vế bên tay phải, làm như sau. Ta có 1 trừ cho cos lũy thừa 4x, ta phân tích 1 tức là 1 bình phương trừ cho cos bình phương x tất cả bình phương. Cos lũy thừa 4x ta phân tích là cos bình phương x tất cả bình phương. Và vế bên tay phải ta ghi lại là sin bình phương x. Nhận xét vế bên tay trái ở tử số, ta có 1 bình phương trừ cho cos bình phương x tất cả bình phương. Nó có dạng hằng đẳng thức là A bình phương trừ B bình phương, với A là 1, với B là cos bình phương x. Vậy, ôn lại hằng đẳng thức như sau. A bình phương trừ B bình phương bằng A cộng B nhân cho A trừ B. Như vậy ta phân tích tử số. Nó bằng A trừ B nhân cho A cộng B. Và mẫu số ta ghi lại là 1 cộng cos bình phương x. Và vế bên tay phải ta ghi lại là sin bình phương x. Và nhận xét ta thấy tử số có 1 cộng cos bình phương x, mẫu số có 1 cộng cos bình phương x, ta đơn giản cho nhau. Vậy ta còn lại là 1 trừ cos bình phương x. Và vế bên tay phải ta ghi lại bằng sin bình phương x. Ta có 1 trừ cos bình phương x bằng sin bình phương x. Và vế bên tay phải ta cũng ghi lại bằng sin bình phương x. Tại sao ta có 1 trừ cos bình phương x bằng sin bình phương x? Vì ta có công thức lượng giác như sau. 1 bằng sin bình phương x cộng cho cos bình phương x. Sau khi mình chuyển cos bình phương x sang phía bên tay trái, tức là 1 trừ cos bình phương x, ta được
bằng sin bình phương x. Như vậy, sau khi biến đổi, dùng hai hằng đẳng thức là a bình phương trừ b bình phương và sin bình phương cộng cos bình phương bằng 1, thì ta được vế bên tay trái bằng với vế bên tay phải. Vậy ta đã chứng minh xong bài 22.